trái đầu lại cho ngân hàng. Trước thực trạng ngư dân bỏ tàu, tỉnh Quảng Nam họp khẩn tìm giải pháp hỗ trợ ngân hàng thu lợi xấu từ dự án đóng tàu theo nghị định 67. Chính quyền địa phương cấp cách tuyên truyền vận động các chủ tàu thực hiện nghiêm việc trả nợ lãi vay và có trách nhiệm bảo quản tài sản đảm bảo từ hình thành từ vốn vay cho các ngân hàng thương mại đúng theo đúng nội dung hợp đồng tín dụng và thế kế. Cho vay theo nghị định 67, các ngân hàng đã giải ngân cho ngư dân Quảng Nam hơn 719 tỷ đồng, nợ xấu đã vượt 215 tỷ đồng. Với tình trạng làm ăn kém hiệu quả như hiện nay, chắc chắn nợ xấu sẽ tăng thêm. Đối với những trường hợp tàu nằm bờ không có giải pháp khai thác, tàu đi khai thác hiệu quả, chai y không trả nợ, chắc chắn BIDV sẽ thực hiện trong thời gian đấy.